Kính chào quý khán giả của chương trình Thơ Thiền. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu một bài thơ hay là một bài thơ được kết tinh bởi giá trị của ngôn từ và giá trị tư tưởng thì bài thơ Ngôn Hoài của Không Lộ Thiền Sư là một bài thơ tiêu biểu của dòng văn học Phật giáo thời Lý. Và trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng mạn đàm với Thượng tọa Thích Vân Phong, thành viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về bài thơ này. Trạch đắc long xà địa khả cư, dã tình trung nhật lạc vô dư. Trực thương cô phong đinh nghi, trường khiếu nhất thanh hàn thái Đà Phật ạ. Kính bạch thầy, xin thầy hãy hoan hỷ cho quý khán giả biết về cuộc đời của Không Lộ Thiền Sư cũng như là tác phẩm Ngôn Hoài của ngài ạ. Thiền sư Không Lộ, họ Dương, không rõ tục danh là gì, người gốc ở Hải Thanh, nay là thuộc tỉnh Nam Định. Tổ tiên của ngài vốn làm nghề chài lưới, đến đời ngài thì lại bỏ nghề và đi tu, trở thành một thiền sư thế hệ thứ 9 của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Và niên hiệu Hội Tường Đại Khánh đời Lý Nhân Tông thứ 10, tức là năm 1019 ngài đã viên tịch nhập Niết Bàn. Thì theo như cái nội dung của bài thơ, theo như Thiền Quyển Tập Anh, thì cái bài thơ chính là cái bài kệ mà Không Lộ Thiền Sư vẫn thường đọc cho đệ tử nghe, và thể hiện cái sự chứng đắc của mình trong cái cảnh giới gọi là du dương Niết Bàn đấy. Trong đây thì bài thơ nó có cái câu gọi là giả tình trung nhật lạc du dương. Thì hai cái câu đầu đó, thì phần lớn là những người đọc người ta nghĩ rằng là thiền sư Không Lộ, coi như là nghĩ đến cái chuyện phong thủy địa lý gì đấy. Thì cái bài, cái câu đầu là trạch đắc long xà địa khả cư, có người dịch là chọn đất long xà tới nghỉ ngơi. Thì theo mình hiểu ý của ngài đó, ngài đã thể hiện ở cõi đời này là cái thế giới phàm thánh đồng cư. Long rồng là biểu tượng cho là những bậc thánh Phật Bồ Tát. Ngài là một cái người là coi như là đã thể hiện ở cõi đời này cũng giống như là cái hoa sen ở trong bùn, gần bùn mà chẳng hơi tanh mùi bùn. Ngài định cư trong một cái thế giới tương đối đầy dễ sự mâu thuẫn khổ đau này mà ngài đã vượt qua được, sau này đã là coi như là luôn luôn tỏa cái ngát hương đức hạnh để cho mà mãi mãi con cháu nước Đại Việt cũng như là nhân loại thế giới thưởng thức. Thực ra thì tất nhiên là bước đầu vô là ông nói về cái sự hiện thân của ông trên cõi đời này. Dạ. Là thế giới là phàm thánh đồng cư trong cái thế giới phàm phu tục tử, thì là bị khổ đau phiền não. Còn những bậc thánh thì người ta đã vượt thoát được những cái sự mâu thuẫn tương đối của cuộc đời, có được một cái cuộc sống thiêu siêu tuyệt. Họ cũng ăn cũng mặc cũng ở bình thường như chúng ta. Vì thế cho nên không lạ gì cái chuyện là ngày xưa những vị thiền sư, chẳng hạn như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thỉnh thoảng lâu lâu
hoàng tộc và những bậc đại thần lên thăm Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở núi Yên Tử. Hỏi hàng ngày ngài làm cái gì? Thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông là những vị thiền sư khác trả lời đó là đói ăn khát uống, buồn ngủ thì ngủ. Người ta vẫn là đói ăn khát uống buồn ngủ đi ngủ, không có phiền não trong đây. Cũng là sinh hoạt bình thường, bệnh thì cũng phải uống thuốc giống như bình thường, nhưng mà hàng ngày trong cuộc sống rất an lạc, không có phiền não. Cái câu thứ hai là giả tình trung nhật lạc vô dư, có người dịch là lòng quê du thích thú thảnh thơi. Dịch như thế này thì nó tính cách theo nghĩa là một cái thú vui bình thường thôi, chứ thực ra cái vô dư, nhật lạc vô dư tức là mỗi ngày đều là vui thú trong cái cảnh giới niết bàn gọi là vô dư, và diễn đạt về cái sự chứng đắc của những bậc thiền sư, được cái sự truyền thừa là đặt chứng nhập được bản thể tuyệt đối là vô dư niết bàn, là nó đã là vượt qua ba cái cảnh giới là phủ định ngã chấp, pháp chấp và không chấp, đạt đến vô sở trụ thì mới gọi là vô dư niết bàn. Đó, thì như thế thì là cái câu thứ hai này là để diễn đạt về cái tư tưởng cũng như là cái đời sống hàng ngày của không lộ thiền sư là đang ở trong cái cảnh giới vô dư niết bàn, là ngài hoàn toàn là đạt đến cái đỉnh cao là vô sở trụ, cũng ăn cũng mặc cũng ở là cũng bình thường như thiên hạ, nhưng mà cuộc sống rất là an lạc và hạnh phúc, hoàn toàn độc lập tự chủ, không bao giờ bị ngoại cảnh bên ngoài chi phối. Thực ra cả một đời tu luyện mà chỉ để vươn lên trời hô cho lại hô lên một tiếng lại cả bầu trời không ấy, thì tôi nghĩ là cũng hoài phí lắm. Du tôi nghĩ có trần thế cái lúc của thời của Dư Không Lộ chắc chắn là vẫn còn rất hỗn mang, còn rất sơ khai về khía cạnh nhà nước, còn rất nhiều cực nhọc, còn rất nhiều tai ương. Và những bậc chân tu theo tôi hiểu ở cái thời của Dư Không Lộ ấy, những bậc chân tu là những bậc gắn liền với mặt đất nhất, chứ không phải là những người muốn hướng đến bầu trời cao đâu. Thì tôi nghĩ rằng là bài thơ này nghiêng về cái phần như tôi vừa nói hơn, là nói đến một cái ý chí gì đấy chỉ để muốn làm lạnh cả trời xanh. Kiều đất Long Mỹ xa chọn được tình quê lai láng chẳng hề đi vơi, có khi sông thẳng lên đầu tiếng kêu vang lạnh cả trời, hai cái câu kết là hữu thời trực thượng cô phong đỉnh, trường khiếu nhất thanh hàng thái hư. Người ta dịch là núi cao có lúc trèo lên đỉnh, thét một tiếng vang lạnh cả trời. Thì rất là nhiều vị làm công tác khoa học lịch sử thì người ta đánh giá một cái bài thơ này, bài thơ Ngôn Hoài này của Không Lộ Thiền Sư đó, là một cái bài thơ tiêu biểu cho cái tinh thần và ý chí đại diệt vào thế kỷ thứ 11, triều đại nhà Lý. Đó. Nó là một cái tinh thần và ý chí đang vươn lên bầu trời xa thẳm để xây dựng một cái nước đại diệt hùng cường. Và cái bài thơ này nó là một cái tiếng thét cũng giống như là một cái tiếng gầm thét của một con sư tử chúa tể sơn lâm. Nó là làm cho rất đất trời rung chuyển động, và cái ý thức độc lập của dân tộc đại Việt từ đây mãi mãi cho đến nghìn đời sau, con cháu nước Việt là coi như là mãi mãi được an vui hạnh phúc nếu như là ta sẽ noi gương theo các ngài tu tập.
thì ý thức độc lập chủ quyền của dân tộc sẽ mãi mãi. Mặc dù Ngài đã mất cách đây hàng nghìn năm, nhưng mà cái nhịp tim hơi thở của Ngài mãi mãi cùng với dân tộc Việt Nam sang năm tháng, không phải mở trong tâm trí của người dân đại diện. Và tên tuổi của Ngài cũng mãi mãi với núi sông đại diện, và cái ý thức này cũng mãi mãi trong lòng dân tộc của con dân nước Việt. Khi người ta đi tu ấy, khi người ta tìm đến cái lẽ đắc đạo ấy, thì người ta vẫn phải để hướng xuống trần thế. Người ta không cần trở thành vĩ nhân, mà người ta trở thành người có ích cho những người bình thường nhất, nhỏ bé nhất trong cuộc đời. Và đấy mới là ý nghĩa của việc đi tu. Và tôi nghĩ rằng đấy mới là cái ý nghĩa của rất nhiều bài thơ thiền của thời Lý Trần, một thời đại rất huy hoàng đối với Phật giáo chúng ta và đối với nền thi ca thiền học của chúng ta. Trạch đắc long xà địa khả cư, dã tình trung nhật lạc vô dư. Trực thương cô phong đình nghi, trường khiếu nhất thanh hàn thái chọn được nơi tình quê lai láng chẳng hề vơi, có khi sông thẳng tiếng kêu vang lạnh cả trời. A Di Đà Phật ạ, con kính cảm ơn thầy về những chia sẻ của thầy về Không Lộ Thiền Sư cũng như tác phẩm của ông, và thay mặt những người thực hiện chương trình, con kính chúc thầy thân tâm thường lạc, Phật sự hanh thông và là một tấm gương sáng cho đệ tử chúng con noi theo. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối thân thiện, đem những giá trị tinh hoa của văn học thiền đến tới đông đảo quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.